Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Samsung Galaxy A73 đang chờ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên Samsung Galaxy A73. Khi bạn gặp các lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của Samsung Galaxy A73, lỗi hỏng cầm địa chỉ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên Samsung Galaxy A73. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Những khách hàng ở xa không có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn cần thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên Samsung Galaxy A73. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn và chuyển đến tận chỉ vị bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.